We hold in high regards the President's visit to Vietnam. Chẳng những là góp phần vào trong công việc thúc đẩy thì cũng góp phần vào cho cái hội nghị APEC cho Việt Nam nâng cao. Thank you very much. A man of great honor and respect, and it's an honor to be with you. They have been so terrific. They treated us with such respect. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và vinh dự được có mặt ở đây và tôi. Em ơi, ra đi cho bạn nó ra đi cho bạn nó ra. Vâng ạ. Hết rồi, hết.